Xin chào mọi người. Đó, bây giờ thấy cái máy này máy gì không? Đó, máy này là máy ép nước nè. Ép ra nước luôn. Đó, là cái máy này của Nhật. Hiệu của Nhật. Panasonic nè. Mua ở Costco á, order Costco á. Nó vắt ra nước luôn. Đó, bây giờ là bây giờ xô là xô cho các bạn coi là cách ép của cái máy này nè. Bây giờ là ép để chữa bệnh đái tháo đường này. Cái này là biết cái gì không? Cũng là ổ hoa nè. Cắt ra rồi nè. Cái này ổ hoa, nó có hai loại, cái này là ổ hoa rừng. Cái này là ổ hoa của mình ăn đó, ép hai loại luôn. Bây giờ phải cắt nhỏ ra vậy đó, cắt nhỏ ra vậy mới bỏ vô máy được. Bạn nó vô đây, cái nước nó vô đây. Uống thì nó đắng ơi là đắng. Nếu mà ai mà chịu khó uống này cần không cần uống thuốc này. Nước xanh lẹ không? Bây giờ nó đầy đổ ở đây. Đó, khi nào mà nó lấy cái này tẩm xuống là nó ép được cả hộp luôn á. Có người thì lấy hộp ra, mà cái máy này nó ép hoa hộp cứng nó cũng ép được luôn, nó mạnh lắm.
Rồi là tại vì nó đắng quá là phải bỏ thêm một trái dưa leo nữa. Đó, nó có dưa leo rồi với chanh vô. Đó, cái này trái chanh vàng ở bên này nè. Rồi dưa leo, bây giờ bỏ dưa leo vô nè. Đó, để cho nó lạc bớt đi, cho con nó đắng lắm. Nguyên chất mà. Cái máy này mà nếu nó có sơ á, là ép nó khó, nó bị kẹt máy. Mà những cái cây mà nó có sơ á, nó đi nhanh lắm. Đó. Đó, cái này bỏ chanh vô, chanh một cách nhỏ nó bỏ vô. Đó, nó ép vào cái bạc chanh nó ra nè các này, thấy không? Là bây giờ xong rồi đó. Thấy cái bà không? Đó, cái bà nó còn chút là một đống gì đó mà cái bà nó còn xí à. Cái bà này người ta nếu mà mùa hè đưa ra ngoài thì ồ ụ làm phân. Làm phân trồng tốt lắm. Còn bây giờ mà không làm phân á thì bây giờ đổ rác. Rồi bây giờ là cái này là đưa vô bỏ trong mấy cái chai để uống 3 ngày. Đó, trộn đều lên. Vì được có chủ nhật á là mới có thời giờ rảnh để xay thôi. Đó, rồi đưa đi làm uống. Đó, có người người ta uống cái này không mà ta uống thuốc mà hết bệnh đái đường này, bệnh tiểu đường này. Ta có thời giờ ta ép rồi ta sai. Để ta ép. Người ta uống là ta chấm được nè. Ép cái này xong rồi ép qua cái cây cái cây công thức là nó chữa về kiểu như là về gan, về ruột, về phèo phổi này. Đó. Cái này nó chưa đầy mà nó lại bọt dữ quá. Thấy màu xanh không? Đó, nguyên chất đấy. Chất
chờ cho cái bọt nó xuống một chút rồi đổ thêm cho nó đầy. Bọt nó nhiều. Xong rồi á, lên nắp rồi đậy lại. Rồi bỏ vô tủ lạnh. Bỏ vô tủ lạnh uống được 3 ngày này. Cái gì đó mà mua mấy ký mà ép được 3 chai. Đó, được 3 chai này thấy không? Đó. Là 1 ký đó. Giờ dạt qua đây. Đó là vì là công thức đường đó. Kiểu bị tiểu đường á. Ở Việt Nam không có cái máy này ép á, thì lấy cái máy xay tinh tố á, xay cả bả cũng không được. Còn này là có cái máy ép này, nó ép bả ra, nó lấy nước thôi. Bây giờ tiếp